Hồ Vực Mấu có dung tích 75 triệu mét khối. Đây là hồ chứa thủy lợi có dung tích lớn nhất tỉnh hiện nay. Sau đợt mưa lớn vừa qua, hiện mực nước hồ chỉ mới đạt khoảng 50% dung tích. Hồ này cung cấp nước sản xuất, nước sinh hoạt cho huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Khi mực nước trong hồ chỉ mới đạt 50% dung tích thì đơn vị quản lý cũng đang đưa ra các giải pháp nhằm tập trung tích đủ nguồn nước khi có các đợt mưa tới. So với cùng kỳ năm ngoái thì mực nước bây giờ là gần được một nửa, tức là bình quân bằng 1/2 mỗi năm. Cái đó thì cũng tùy tình hình và thời tiết, nhưng mà theo cái thời tiết này thì cũng không có thể chắc chắn được là sẽ đủ nước. Và giải pháp bây giờ thì xí nghiệp sẽ chủ động là tiết kiệm nước tuyệt đối, nhưng là từ là tưới tiêu nó khoa học, và hai là xử lý những cái vết rò vết rệt của cống và tràn để đảm bảo tích nước tốt nhất. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng mưa từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2015 phổ biến từ 200 đến 300 mm. Đặc biệt, tại huyện Hưng Nguyên có lượng mưa nhiều nhất tỉnh là gần 400 mm. Nhìn chung, trong đợt mưa vừa qua tại các huyện đồng bằng, lượng mưa lớn hơn các huyện miền núi. Tuy nhiên, các hồ đập ở các huyện phía nam của tỉnh có lưu vực nhỏ, nên mặc dù lượng mưa lớn, nhưng lượng nước tích được tại các hồ vẫn đạt rất thấp. Sau đợt mưa lớn vừa qua, các hồ chứa thuộc hệ thống thủy lợi Nam chỉ mới tích được từ 30 đến 40% dung tích. Trong khi đó, hầu hết nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của hệ thống này đều phụ thuộc vào nước bơm và hồ đập. Đối với hệ thống Nam chúng tôi thì cái vấn đề mà đối với hàng năm thì cái mực nước hồ khi đã đúng với thiết kế thì phục vụ tưới thì về hạn hán là nó còn thiếu. Thì do cái tình hình mực nước như thế này thì chúng tôi là rất khó khăn trong cái vấn đề là đủ nước để cung cấp cho cái vụ sản xuất sắp tới, nhất là đối vụ đông xuân cũng như hè thu năm 2016. Thì trước tình trạng như vậy, nếu như các đợt mưa tới thì chúng tôi là cố gắng làm sao để mà tích trữ được, dư được lượng nước tối đa là phải hoạt động ngang đan, gọi là mang nước thiết kế, để làm sao là trong quá trình mình sử dụng nước tiết kiệm để phục vụ tốt cho hai vụ đông xuân cũng như hè thu 2016. Đến ngày 17 tháng 9 năm 2015, trên 600 hồ chứa thủy lợi đã tích được 30 đến 50% dung tích. Đối với 50 hồ do doanh nghiệp quản lý có 4 hồ đầy nước, 39 hồ tích được dưới 50% dung tích thiết kế. Thậm chí có hồ chứa chỉ mới tích đạt từ 20 đến 25% dung tích. Theo dự báo của Trung tâm Thủy văn Trung ương, năm nay, tổng lượng mưa bình quân của cả năm chỉ đạt từ 60 đến 70% so với bình quân chung của các năm trước. Như vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các đơn vị cần tận dụng hết các điều kiện để tích đủ nước cho các hồ chứa nhằm đảm bảo công tác tưới tiêu trong năm 2016.